Kính thưa quý vị khán giả, tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa chấp thuận đề xuất của công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Futa Busline về việc trung chuyển miễn phí hành khách đến bến xe miền Đông mới cho tất cả các hãng xe hoạt động tại bến này. Đây là giải pháp mà trước đó công ty Phương Trang đã đề xuất để góp phần giúp bến xe miền Đông mới hoạt động hiệu quả hơn, tạo thói quen đến bến xe mới cho hành khách. Thời gian dự kiến trung chuyển hành khách miễn phí là từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ít nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2023, khi bến xe mới có phương án kết nối hành khách đi và đến các quận huyện thuận tiện. Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ động phối hợp với công ty cổ phần xe khách Phương Trang chuẩn bị tổ chức vận chuyển cho phù hợp từ ngày 1 tháng 12. Phương án chở khách phải đảm bảo thuận tiện cho hành khách, đúng mục đích và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Trước đó, công ty cổ phần xe khách Phương Trang có văn bản đề xuất tổ chức trung chuyển khách miễn phí cho các hãng xe tại bến xe miền Đông mới. Đơn vị này nhận định hiện bến xe dời về vị trí mới và hiện hàng trăm tuyến xe cũng về đây hoạt động. Tuy nhiên, nhiều hãng xe vịnh cớ bến xe mới xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã lập bến lậu bên ngoài đón trả khách sai quy định gây ảnh hưởng trực tự an toàn giao thông. Ngoài ra, hàng loạt nhà xe trong bến gặp khó vì không có khách. Do đó, đơn vị này đề xuất được thực hiện dịch vụ trung chuyển đưa đón hành khách tận nơi từ các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh trừ huyện Cần Giờ đi đến bến xe Miền Đông mới và ngược lại cho tất cả các tuyến xe cố định có đăng ký hoạt động tại bến xe mới.